Sáng nay, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng Nam Hải quân và đoàn đại biểu các tỉnh thành phía Nam đã đến thăm hỏi, động viên, chúc Tết cán bộ chiến sĩ, các lực lượng và nhân dân đảo Nam Du thuộc xã An Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Hành trình thăm hỏi, chúc Tết là sự quan tâm đặc biệt, là tình cảm sâu sắc của đảng bộ, chính quyền, ban ngành đoàn thể và nhân dân các địa phương, các doanh nghiệp, các cơ quan báo chí hướng về biển đảo. Lần đầu tiên đón Tết ở đảo xa, các chiến sĩ trẻ với tâm trạng bồi hồi, háo hức đan xen. Nay có đoàn Bộ Tư lệnh Vùng và các tỉnh thành ở đất liền ra thăm chúc Tết, được cùng đồng đội, các đoàn thể và nhân dân gói bánh chưng, cùng chuẩn bị quây quần bên mâm cơm mừng Tết sớm, cán bộ chiến sĩ bồi hồi xúc động. Lần đầu tiên tôi ăn Tết trên đảo, cũng là một cái Tết xa nhà. Có đoàn ra chúc Tết và thăm hỏi động viên. Khi gói bánh chưng cùng với đoàn, tôi cảm thấy rất là xúc động. Rất là vui và phấn khởi là cảm nhận được cái sự yêu thương, đùm bọc của nhân dân, tình cảm của đất liền đối với đảo xa. Đây là cái sự động viên rất lớn đối với địa phương cũng như lực lượng vũ trang, góp phần cùng với đảng bộ chính quyền để động viên các lực lượng an tâm công tác, bảo vệ vững chắc cái chủ quyền biển đảo Tây Nam của Tổ quốc. Vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc, hành trình thăm chúc Tết các bộ chiến sĩ, các lực lượng và nhân dân do Bộ Tư lệnh Vùng Nam Hải quân tổ chức nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024 sẽ còn tiếp nối vào ngày mai đến với đảo Hòn Đốc để cổ vũ, động viên cán bộ chiến sĩ vượt qua mọi khó khăn, vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.